Đặng bonsai Phú Yên, chào tất cả mấy anh em nha. Bữa nay mình giờ được ba phôi Hồng Vân rồi, mè số 1. Đây này, dáng baby rất đẹp nha mấy anh em. Bữa này có bên gốc là 30, chiều cao là 80. Con rất đẹp. Toàn bộ là mình lấy bao đọc riêng hết, mấy anh em cứ yên tâm. Chỉ chốt là sống hết. Rồi, mã số 1 280k bao ship. Mã số 1 vành 30, vành gốc 30, cao 80, màu đặc riêng 280k bao ship. Rồi, về mã số 2. Mã số 2 có một cây rất là quái nhưng mà anh em Hồng Vân. Con này có dáng bi rất quái. Con này rất to. Mọc cốt tàn bi. Thì rất đẹp. Con lết. Con này có vành gốc là 40. Con này vành gốc mình đo thì chỗ đây là 40 nha mấy anh em. Chiều cao 1m3, vành gốc 40, chiều cao 1m3, tàng bay cũng 1m3 luôn nha mấy anh em, tàng bay cũng 1m3 luôn. Và cao tổng thể là, chiều cao tổng thể là 1m7. Collect rất đẹp nha. Thì chốt là đều sống hết. Bầu đứa rất to nha mấy anh em. Đây con lắc cây này rất quái. Vành gốc là 40, chiều cao là 1m3, tàng bay cũng 1m3, chiều cao tổng thể là 1m7. Rồi, báo giá mấy anh em mẹ số 2, 1.400.000 bao ship. 1.400.000 bao ship. Cây này nặng trên 50kg nha mấy anh em. Cây này tầm 55kg. Cây rất nặng, cây to và bầu đất còn rất ổn định, cây rất nặng nên tiền ship nó cũng cao. 1.400.000 bao ship mã số 2. Rồi, và mã số 3. Số 3 có một cốt cùng collect nhẹ, một cốt collect nhẹ tàng bay. Cái này vành gốc. Cái này vành gốc là 25, chiều cao 2m. Vành gốc 25, chiều cao 2m. Cây đang cho quẻ nha mấy anh em. Cây đang cho quẻ trên cây rất nhiều ạ. Cây đang cho quẻ rất nhiều nha mấy anh em. Mùa này là cây nào cũng có hoa, có quẻ. Công dụng của quẻ Hồng Vân là rất rất bổ nha mấy anh em. Sẽ trị được rất nhiều chứng bệnh.
Rồi, bao giá máy này em mã số 3. 800k bao ship. Mã số 3, 800k bao ship. Vành 25. Chiều cao 2m. Tầng B. Cây đang cho vẽ. Số điện thoại của mình là 0974 526 253, cũng là số Zalo. Anh em có xem video cho mình xin một lượt đăng ký. Cảm ơn anh em.